Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dững. Thì bữa nay ngày 12 tháng 8 năm 2024. Thì sáng vừa rồi mình có đi xuống Mỹ Sương các bạn, giao hàng ở Mỹ Sương, Mỹ Thới, Mỹ Sương. Bây giờ về tranh thủ cập nhật giá cho các bạn nắm để anh em nhà vườn nào hiện tại có xài chu với xài cát lọc thì nắm nha. Còn hiện tại xài dưa thì mình chưa có giá các bạn ơi. Dưa non của xài cát chu bữa nay chưa có giá. Thì tạm thời là xài Đài Loan mình cũng chưa báo giá nha. Thì khoảng 1-2 tuần nữa mình sẽ quay trở lại cập nhật giá xài Đài Loan. Mình đang đứng ở vườn nhà nha các bạn. Vườn này thì ra cũng được mớ rồi các bạn ơi. Chung cũng cây nào ra lọc ra lọc, còn cây nào mà ra bông ra gỗ luôn. Xài cát lọc thì nó vẫn giữ giá đó các bạn. Khi nào mà giá có xuống hoặc lên thì mình sẽ thông báo với các bạn liền nha. Thì hiện tại cát lọc vẫn là giá là xô 3 trái 1 ký, giá dao động từ 70 tới 75. Còn mà xài mà 400 úp giá dao động từ 75 cho tới 82. Còn xài mà xài mà lớn hơn nữa là giá cao hơn nữa nha các bạn. Mà tùy theo xài số đẹp nha. Còn xài chu xanh, chu xanh giá thu mua tại dừa hiện tại là 24-25 ngàn, cũng có chỗ là mua 25-26 ngàn. Còn mà giá xài bao vàng, chu bao vàng là từ 28-30 ngàn, cũng có chỗ là mua cái chỗ mình báo giá thì mua 28-30, cũng có chỗ là mua 30-32-33 các bạn đó. Thì tùy thôi, tùy nếu mà xài các bạn sạch da đẹp da thì giá sẽ là cao đó. Đây mình sẽ cho các bạn xem một số cái cây Đài Loan trong vườn mình, vườn gần nhà nha. Nó ra bông rất là nhiều các bạn, nó ra nhiều. Nói chung là hai cái clip này nè, hai cái clip mà các bạn theo dõi mình lâu quá biết là hai cái clip mà trồng dày nè, trồng dày nè. Các bạn nói cao su, gừng trồng cao su á, thì hết năm nay sẽ hạ luôn toàn bộ cái đựa hàng giữa nha. Và cái clip ở bên kia, hai clip này ra rất là nhiều, có cây nó ra đều cây luôn các bạn. Nhưng mà những clip còn lại có một số cây nó đã đi lọc là mạnh nha, ăn tiết lọc cũng khá mạnh đó. Đa phần anh em điện thì khu vực Đắk Lắk rồi những khu vực khác cũng là lọc khá là mạnh nè các bạn. Bạn thấy nè, nó ra bông xong rồi nó đổi lại tiết lọc thì bông nó nghẹn lên luôn đó. Cái cây này mình thấy lúc mà nó ra là mình cũng mừng nữa các bạn đó. Ra nè, đổi lại tiết lọc, ra lọc không. Thì anh em nhà vườn nào mà cần bán xài để lo xài cắt lọc cũng như là xài chu thì cứ alo mình nha các bạn. Còn những anh em nhà vườn nào mà cần mua túi bao xài thì cứ liên hệ trực tiếp mình, thì có giá bán lẻ và giá sỉ. Ví dụ như các bạn mua 1 thùng 2 thùng thì giá nó sẽ có mức giá khác, 5 thùng thì có mức giá khác và 10 thùng có mức giá khác. Đặc biệt là mua 20 thùng thì sẽ được tặng 1 thùng nha. Thì hiện tại là năm nay là mình cũng rất là vui các bạn. Tới thời điểm này là nhà vườn ở khu vực Mỹ Sương, Mỹ Hội, nói chung là khu vực huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình, cũng như là những khu vực khác thì đã đặt hàng bên mình đó, sử dụng hàng bên mình. Họ nói chung là chất liệu giấy đồ họ rất là thích các bạn, nên mình cũng rất là vui đó. Thì cũng mong là đợt này bà con nhà vườn mình trúng mùa trúng giá nha các bạn. Thì mong là cho một năm có một năm cái cây xoài nó quay trở lại cái thời mà 40-50 ngàn xài Đài Loan các bạn, 40-50 ngàn xài cát thì 100 ngàn
Cách chu thì cách chu đợt rồi có ba mấy, 35, 36, có khi 38 ngàn luôn các bạn. Đó, thì cũng mong năm nay là cây xoài nó sẽ phát triển nha, trái xoài sẽ phát triển. Thì video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Những anh em nào cần túi bao xoài hoặc là cần bán xoài thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Đó, đại lý nào, quý đại lý nào ở khu vực nào đó, hoặc là nhà vườn ở khu vực nào. Thì hiện tại bên mình là An Giang cũng đã có các bạn gần khu vực nào thì mình sẽ giới thiệu gần đó cho các bạn tiện mua đó, rồi đại lý chỗ đó người ta giao nó gần đó, nhiều khi người ta sẽ bớt giá cho các bạn nữa, giá nó thấp hơn cái giá mình báo nữa nha. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.